Hello, xin chào cả nhà của mình. Hiện tại là Ngọc đang ở trong Landmark, đi dẫn chú Bình đi ăn ở trong đây xong rồi cái chú Bình với anh Bảo, chị Ngân với chồng một việc trước, tại vì mọi người mệt. Còn Ngọc thì Ngọc muốn ở lại đây để Ngọc dẫn cho chị đi chơi vòng vòng ở đây, tại vì từ Gò Vấp ra đây cũng xa lắm, nên là có dịp ở đây, tới đây rồi nên là mình dẫn chị lại đi chơi. Chúc anh và cảnh ra đón Ngọc sao. Chay vô đây kia gặp được người bạn người Úc nè cả nhà, hai đứa nói tiếng Anh, hai đứa giờ best friend này, bạn thân này, mới thấy thương. Mới vừa ghé đó mua cho nó bịch bắp răng bơ kìa, với mua thêm chai nước. Nhà ngồi đây đợi mà gỡ buồn ngủ quá trời, buồn ngủ không biết sao nữa. Nãy nằm lên ghế này ngủ rồi, trong này không có ai hết trơn, không giờ này không có ai hết trơn, điều này ngày thường á. Mẹ tại sao mày nằm đây mày ngủ vậy? Trời ơi, ngồi chờ có tiếng đồng hồ không ngủ chứ làm gì giờ? Đứa đê luôn á. Dạ rồi, có best friend rồi, best friend nói tiếng Anh. Vòng vòng ở đây thì cũng có chợ, tập tính đi chợ mà đang suy nghĩ không biết có xuống biên hòa hay không, nên là lỡ có mua đồ mua đạt mua ấy gì thì cũng không biết ai đồ ăn. Cái chợ ở ngay cái chợ có chợ, một cái chợ An Nam cũng rất là thích, cái chợ bán nhiều, rất là đa dạng đồ. Chay đang chơi á, rồi mấy chị lại làm cho mày nè, lại chụp hình với Chay. Chay nay đi chơi vui không con? Hai em nhìn sao cái cây đó làm sao? Trời, chơi vui quá, bữa nay gặp các bạn người Úc nè. Bữa nào qua Úc chơi không? Đi Úc chơi không? Muốn qua đi kiếm bạn đó chơi tiếp à? Bạn đó bằng tuổi con không vậy? Bằng tuổi, xíu vô xe. Đây là chỗ Vincom Center, cái Landmark 81. Giờ này là mát rồi đó, giờ này là mát quá trời mát rồi đó. Này đi chơi đã quá ta ơi, được đi chơi, được ăn bánh đồ này kia, vui quá. Ô, mệt quá. Ủa hai đứa giống nhau mà. Different. Yeah. Đang chờ chú Nhật tới này, chú Nhật chạy tới cái cổng mà chú Nhật chạy tới cái cổng sai. Thì lại đây chơi, thì lại đây coi cái mấy cái nước đằng đây này chơi. Ồ đây có chơi đĩa, đây có Starbucks này chơi đĩa kìa. Hả? Kìa chú Nhật tới kìa. Trời ơi, ông chạy kìa. Khủng khiếp không? Vô đi con. Đâu có. Ngồi đó nha. Đứng rộng cửa phải không? Nó mặc bên kia cái mặt cái chỗ bà đằng trước đi với ngăn vô mua đồ đó chứ không? Mua đồ nào ta? À, đi mua mấy cái đồ gáp á hả? Cái mặt đó là mặt sao? Ê, trời gì nhỉ? Trời đất ơi. Oh, really? Giờ hai cha con order đồ ăn ăn nè cả nhà. Ba Chay thì ăn burger, còn Chay thì ăn pizza. Yeah. Ngon không? I haven't tried. Ở đây đây, con ở đây đây đây. Thôi pizza làm bánh nhỏ xíu thương không? Bánh gì nhỏ xíu ăn ăn một mình. Ăn một mình, ăn một mình cái ha, ăn một mình chừng nào mà ăn hết cái pizza là được. Con nhắm qua ăn hết không? Hả? Đi chơi mẹ vui không? Con có thích lên món không? Dạ. Mốt đi nữa à? Em gọi đi cái set bánh xe. Yeah. Để cho hai cho con mau cho cha ba về trước nghỉ ngơi. Giờ ba nó khỏe bớt một chút rồi. Làm gì mẹ? Để bưng cái này cái mít để bản sáng cho mấy chị ăn. Chị nào? Mấy chị, mấy cô làm việc á. Rồi bây giờ mình đi xuống biên hòa cả nhà ơi. Đem rượu xuống uống hả ngoại ha? Hello, xin chào cả nhà mình. Đem rượu biên hòa uống cả nhà ơi. Hay gì? Rượu. Đó nhà không có gì mà nhiều bằng rượu. Nói giỡn thôi chứ. Rồi đi lên đây rồi, còn thêm tuần nữa, tuần sau chị Ngân chị đẻ rồi. Wow, nước hồ trong dữ ta. Trời. Này phải vớt lá. Phải vớt lá rồi. Để bà Bảo này, bà Bảo nhảy xuống đây, bà Bảo ấy mấy cái cặn. Ủa nó nghe nè, dưới đây nó có cái gì nè. Ấy cái mặt
kia. Để bà bảo hút mấy cái bụi đó đó. Kì mẹ. Đi vô thăm mấy em cá tình yêu coi. Mở cửa bự ra. Mở cửa bự ra. Không dám mở cửa bự ra, nó vô đúng mình nó thôi. Ồ, đây cái bộ salon này bữa Ngọc ghé Ngọc mua nè. À, mở được không? Rồi đó, hồi bữa là thấy nó cái màu ấy, nhưng mà mình xin mình đổi lại cho cái màu khác á. Ok không? Gì Nhật? Bộ hai camera quay luôn hả? Ừ, hai camera luôn. Hai camera chỗ cơm hả? Ok ông, bình yên không? Nước không có bị gì hết trơn ha. Thằng Tân bữa nó lo, nó hỏi chị Ngọc có trên biên hòa không, nước có làm sao không? Ngon lên thử mẹ. Màu này nó nhu mì. Ây như cái nhà gì? Nhà mình. Ôi, ngon lành hả? Mà Ngọc ước gì cả. Cái này nó dài ra thêm chút nữa thành ba. Cái dài á thôi. Tại vì dày nè, mày thấy tổng thể nè. Cái dài bằng cái này nữa là không? Cái này nó hơi nhỏ hơn. Dài nó dài quá, mỗi mình để chỗ thấp hơn. Không. Nhà thà cái này đổi lại. Cái này để bên đây, cái này bên đây. Sắp được hết. I like it over there. Ủa, mình chọn cái bàn này hả? I think it looks good. I think it's... Không có cái đâu. Ồ, không biết ai chọn bàn này nữa. Bảo không chọn á. Yeah, không có cái đâu mà. Ừ, tại sao không có cái đâu? Mình có mua hai đâu mà. À, được thiếu. À. Tiếng là để mở máy lạnh lên, mở hai máy lạnh là từ sau hay là sao con? Đúng rồi. Thôi đi lại cho cá ăn cả nhà ơi. Nè cả nhà, đi đâu cũng đem cái chai bầu tử nấm linh chi phá vách nè cả nhà. Mình cái này là hỗ trợ nha, ai tiểu đường nè, có nguy cơ sơ vữa mạch máu nè, mỡ trong máu nè, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư. Những ai sau thời kỳ xạ trị, dư hóa trị mà mình bị suy nhược cơ thể, ăn uống không được, mình bổ sung cái này vô. Một hộp này 60 viên tương đương với là 120 cây tai nấm linh chi luôn. À, có mấy tiệp cưới sao mà để trên đây hết trơn. Rồi cái hết cuối cùng qua đám cưới rồi. Ủa tự nhiên giờ khóc. Ơi, bỏ vô. Ôi trời ơi, nó biết mình lại kìa. Ôi cha ơi, thương không? Thương không con? Thương heo. Hả? Để nó bù làng đây, nó bù làng đây, thả cục đèn kia có mình con này ăn. Hả? Ba bảo đây, ba bảo đang dọn cái hồ bơi xong, ba bảo mới cho bơi nhớ không? Mày cho bơi. Ngày mai là có một cô bạn rất là đặc biệt tới gia đình mình. Ừ. Cô Mèo. À. Yeah. Cô Mèo hả? Ngày mai con rủ cô Mèo tới này nè bà. Ủa, cô Mèo qua rồi hả? Qua rồi. Vậy à. Yeah, ngày mai 8:00 sáng là cô Mai có mà cô Mèo có mặt ở đây á. Mày biết cô Mèo thích món gì mà phải không? Hả? Ừ. Tính là chuyến này là đi qua anh gặp cổ mà chắc không có thời gian. Để gì để qua anh, nhưng mà cũng hên cổ cổ Việt Nam. Dạ, ngoại đang quét dọn cây lá nè. Cây lá quá trời cả nhà ơi. Đi bỏ cả đây nè. Tuần lễ hả ba hả? Đúng tuần lễ á. Đúng tuần lễ rồi đây. Quá trời luôn. Quét dọn được trong sạch sẽ gọn gàng bớt. Giờ con. Trên. Phòng của mẹ với ba. Ok, vô mở máy lạnh cho ông nội bà nội trước đi con. Mở chưa? Trời ơi, có cái chân dơ mà nó nhảy lên kìa. Có được đời không? Đi chân không mà nó nhảy lên vậy đó. Trời đất ơi, mình phải ý thức chút chứ con. Có đồ gì không? À, đem trái mít với lại trái dưa sầu riêng lên ở ngoài. Mời cho cô Mèo ăn, cô Mèo thích sầu riêng. Ồ, cô Mèo thích sầu riêng là, đúng rồi. Không biết cả nhà mình nhớ cô Mèo người Anh không? Mấy năm rồi không gặp lại mẹ hả? Ừ. Dài dép để đây đi, mang một cái nha. Thằng giúp nào? Ừ, trên này cũng không mang rồi, mình đi đem theo chi chứ còn. Giờ buổi tối thì lên đây là khỏe nhất nè, mát mẻ. Đem này vô cho mẹ Ngọc đi, đem vô nhà đi con. Tin nổi không? Tin nổi. Rồi con gái cầm kiếm đi vòng vòng nha. Cái này á, cái này là bây giờ đẩy lại chỗ kia đi, để cái bàn này ngồi cho nó có ánh sáng nè. Này đẩy làm sao?
Ồ, cái này để cũng nặng rồi chứ không phải giỡn rồi nha. Mát quá, lên này mát quá cả nhà. Anh Bảo anh đang bơm nước thêm cho hồ nè, để dọn cho sạch nè. Điều Quỳnh đang lên trên lầu. Turn on the air conditioning to daddy. Đang lên trên lầu để cất đồ, cất đạc. Đếm này là đếm này đó. Chị Ngân là vừa sáng nay chị Ngân đi khám thai, em bé được 3.1 kg rồi cả nhà. Tới tuần nữa là ngon lành ha. Nhớ chụp hình từng góc luôn. Để có gì nằm mổ tháng mở ra. Cơm càng xanh món Ngọc yêu thích này cả nhà ơi. À. Nó ngon. Thơm. Mùi tôm càng xanh nó thơm, thơm lạ thơm lùng. Cho nhiều qua ngày Tây để trong ngăn mát tủ lạnh bữa giờ hả? Lấy ra uống, mẹ uống khúc rồi đó. Để trong tuần lễ trong tủ lạnh mà cả nhà thấy không? Bình thường thấy không? Uống ngon lành, bỏ vô uống mát. Rồi bây giờ bỏ nấm vô đi. Quán chai này ngon lắm, bán đồ ngon. Nước ngon này thấy ngon nè. Ngon. Có táo vô nè cũng ngọt. Trời ơi sáng sớm mà. Sáng sớm hai anh em đi ra ngoài dạo máy tính đi dạo mát ngắm cảnh hả? Morning. Good morning. Ngắm cảnh hả? Đã ha. Ngọc chỉ cần mà chỉ cần mở cái màn này ra là Ngọc thấy đã. Mở cái góc mày bên mày là đẹp nhất. Điều Quynh nói góc bảo đẹp nhất á. Cái hồ đó tao đâu có thấy gì đâu. Mày là mày chỉ cần nằm đó mình nhìn ra cái thấy liền. Mở cái màn ra thấy liền. Tao là chỉ nằm ấy thôi. Tội không nhường cho em cái view đẹp nhất. Cái đó đẹp nhất chứ sao? Tao mới bước ra đây mới thấy. Thấy không? Ngọc không, Ngọc nằm trên giường Ngọc cũng thấy nữa. Bởi vậy mấy cái đầu giường này là hôm nay nằm đây nhìn qua, còn bên kia ta nhìn lại hồi nãy cô xử lý mới leo lên sân thượng xử lý cái nước nó chảy từ hôm qua giờ nè. Rồi sao bây giờ ok chưa? Cái bình nóng lạnh á nó bị không có, mình không có xài á. Ừ. Nó nhiều quá nó dư hơi nó chảy xuống. Giờ ok chưa? Xả xong khóa lại. Giờ ok chưa? Giờ ok rồi đó. À, thấy không? Dạy từ tối qua giờ luôn nè. Ba đang tưới cây. Chú, ba tưới cây vậy. Ba xuống coi ba đang tưới cây kìa. Cây. Ba đang tưới cây vậy đó. Ê, dạ, cái gạt nó nủ ra ngoài. Đang nủ ra ngoài trước rồi. Cái đục gạt nó đang nủ ra ngoài trước rồi. Trường quá trời trường cái mặt. Đàn á. Ôi trời, cái môi kìa, cái môi mọng nước kìa. Ôi trời ơi, ánh mắt bờ môi. Nụ cười. Ôi trời ơi, ngủ mà mặc đồ. Ngủ mà mặc đồ điệu hạnh chưa. Điệu vô cùng thiệt chứ. Khủng hiếp đó hẹ. Chùi rửa đó. Mấy ngày nay không lên á, bụi đồ này kia đó. Làm trời ơi, làm sân sạch bóng không? Cha mẹ chị Ngân làm gì sớm dữ hả? Ồ, hai mẹ con sáng sớm đi chợ luôn rồi hả? Không, đó mẹ đi. Thì đó thì hai mẹ con đó. Không, mẹ đi có mình nè. À. Mình chị cũng giờ bình minh mới dậy đây. Có đứa nào thích khách mẹ kêu anh Nhật thôi chở mẹ đi mình cũng được. Nam mày tính làm gì? Trời ơi, quẹo qua đây cái quẹo tới cái chỗ mà mấy chị coi video mình quá trời đó. À, cái này là con nhìn là con thấy là mẹ tính làm cái món cà ri gà đãi cho cô Mel nè. Đúng rồi con. Tại vì cô Mel rất là thích ăn cà ri gà.
Cái này là có đây mẹ, nước cốt dừa người ta tự làm sẵn rồi mẹ ha. Tự làm sẵn á. Rồi cà ri nè, cà ri dầu nè. Rồi mẹ mua mấy bịch khoai mì ăn hả mẹ? Có, mẹ có mua chè đậu xanh, chè bà ba. Chà, mua quá chè chè luôn. Bún bánh mì. Ừ, bánh mì nè. Cái món này là kiểu thức gì. Rồi cũng có sườn gì về về kho cho Đi Quynh nữa nè. Mẹ đi cái là mua cho cả nhà. Nghe anh bảo hồi tối hôm qua nói vườn rau bữa nay mà rau mọc lên nữa rồi. Bữa mới cắt ăn bữa cô Nhung với chú Lũ lên nè. Trời ơi bây giờ nè cả nhà. Quá trời rau. Cải nè. Cải cũng ngon. Ăn không kịp đâu quá giờ đâu giờ. Ờ quên nữa Bảo ơi, Bảo bây giờ Ngọc đó bổ rảnh rảnh đó Bảo. Cắt bớt mấy cái đọt này lên cho cái trái nó phát triển. Đâu có. Có đó, cô chú anh chị nói. Có. Có. Giờ trái quá trời bự rồi nè, giờ được. Ăn được luôn rồi đó. Có gì cái cây gì lùm xùm có con trái một à. Gì? Không, phải cắt á Bảo ơi. Biết rồi nè. Rồi, rồi, rồi. À, ăn được luôn rồi nè, thấy không? Đó, cái giờ cái mấy cái này là như vậy nó cứ phát triển thẳng đứng lên là nó không nó mất sức cho cái cây. Này ăn luôn rồi. À. Rồi, cái trái nó ăn luôn rồi kìa. Ừ, đó. Ui, trái nó bự rồi á. Nó này ăn cơm bình thường thì mình làm cái rau dền với mồng tơi. Cắt giờ nè, giờ lấy kéo cắt bớt mấy cái này nè cho nó đừng phát triển cái này nữa. Đậu đũa có bông này hả? Ủa cái đó là đậu đũa hả? À quên đậu bắp. À đậu bắp có lý á. Đậu bắp chỉ có 3 cây à. 2 cây à, ai ăn ngay. Có trái luôn nè. À đúng rồi. Đấy, trái, này, trái nè, trái nè, trái nè. Đó, chút ra ngoài mua thêm cây nữa. Nè, con này con dưới nè. Đó, mua cây cây nữa. Con này cải mầm hả? Cải này cải ngọt. Ngọt. Nguyên một dải cải ngọt luôn, ăn đuối đưa luôn. Mướp được bò ngon lành không? Ừ. Bên đây cuối tuần khoái vậy nè. Ừ. Cái xoài đó là xoài cát Hòa Lộc đó cả nhà. Vườn nó cát Hòa Lộc đó, mình để con có trái là nó biết. Sáng ấy, có đồ bàn ghế này đang nắng nè, đang mát nè. Ừ. Đẩy qua kia. Kia thì vô, khúc kia hơi khúc nắng. Kia hơi nắng, khúc kia nó dội ra hơi nắng. Ngồi đây uống cà phê. Bà chị đi hạ. Ủa, bà đâu mất tiêu rồi. Bà chắc ra đây đút cây đút lá gì đây nè. Có không ta? Nghe mùi đút cây đút lá. Lá quét xong rồi là đốt qua đây nè cả nhà. Đối diện bên đây là cái chùa cả nhà. Cô bên đây bán nước mía. Cô này bán nước mía nghe coi kênh gia đình. Trời trưa trưa nóng nóng cái nói cô Sáu ơi, cho con ly nước mía là cô đem qua. Ủa Bảo ơi, bữa trả tiền nước mía rồi cô chưa Bảo? Dạ rồi. Mới trả lại. Đây uống mối là đâu rồi? Uống mối. Rồi Ngọc nói anh Bảo ở đây anh xây thêm. Bây giờ chừng nào chứ ấy cho mấy ảnh tới xây thêm bậc này cho xong luôn đi cho rồi Bảo ơi. Khó không mà nhanh không? 30 giây gì cái này bậc này nó hơi cao, Ngọc muốn thêm một cái bậc nữa để bước hai bậc lên chứ còn không cái bước cái này nó dở chân lên hơi cao. Nè, sáng sức miếng dầu thơm đi. Dầu thơm này nhà mình bán nha cả nhà. Mình có muốn mua tặng cho chồng nè, anh em sinh nhật ba hả ai đó. Đó, Ngọc bên Ngọc có hai loại, dầu thơm cho nam hai mùi, rất là thơm. Là mùi Imperial. Mua cái Ngọc có size 5ml này nè, mình mua cái size nhỏ xài trước đi. 5ml này 250. Được rồi, cái mình mua cái size lớn xài sao? Thơm lắm, thơm dai 6 tới 8 tiếng dầu thơm của Mỹ. Dạ. Đi xe thôi, đi chi hả ba xe? Sao rồi tối mày nói mày ghé mà tối không ghé? Tối qua về tới giờ mày quá ngủ luôn. Đi đâu ạ? Đi Bến Tre. Trời đất ơi. Đi gì khủng khiếp vậy? Trời ơi, rồi này kia đi như vậy. Con sáng không? Con ấy không? Con chưa xong đúng không? Ai biết em bữa giờ em chưa cho chị ăn gì thì nay đi ăn đó. Rồi đến rủ đi ăn hủ tiếu xương cốt đó, hay cốt đó. Ờ đi, mà sợ không biết giờ còn ta. 8-9 giờ rồi. Tối đi về đu đơ hả? Đúng chị. Đó, ta Thuận đang đứng đây chờ để rước con Thí Hiền. Nhờ mấy bạn nhân viên là sáng rửa xe ra Thuận. Dạ, rửa xong rồi di chuyển từ 72 lên 71 rồi vậy đó chị. Ai mua đâu có chuyển ở đó vậy đó. Dạ. Rêu Thí Hiền ra kìa. Bánh mì vậy là ngon nè. Sáng hôm nay đi ăn bánh mì xíu mại cả nhà ơi. Quán hơi nhỏ nhưng mà nghe nó ngon lắm hả?
Dạ ông bà cô chú. À. Không ăn bình thường, ăn thử bình thường ấy. 2, 3, 3, 3. Thấy mà có cái bánh mì mà để ngay chỗ đó mà nóng 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 là thấy biết bánh mì ngon và chấm ăn rất là ngon luôn ha. Rồi kêu hết rồi, vô ngồi đi. Tiếc tất cả đó. Không cá, không cá, một cái không cá. Rồi kêu rồi, không kêu rồi. Đây là cái thịt xá xíu nè, mỗi người đựng cái mỗi người đựng cái xíu mại nè cả nhà. Nghe nói xíu mại đây làm ngon lắm, mới ăn thử coi sao. Gì? Bao ăn mười mấy năm á hả? Mười mấy năm vậy. Wow, ghê ta. Trời ơi, bánh mì này gọi phải gọi là siêu đỉnh. Cái này mình có bán bánh mì đem về không ta? Có luôn hả? Bánh mì này ngon nè. Để trong cái lò ra ngoài lấy ra quá đã. Yeah, bánh mì đã. Không bánh mì nào mà về ngon bằng bánh mì Việt Nam chứ. Đi Quỳnh chấm ăn thử rồi. Thử xíu mại rồi. Dễ dẻ cái xíu mại đây cho Đi Quỳnh nghe không? Rồi, không cá đây luôn. Không cá, không cá. Đổ đây. Xíu mại vô nó luôn đó, ngon. Đó. Đổ vô đây hả? Đổ vô. Mày thật ơi, mày. Riêng đi mày. Ừ. Viên đúng không? Viên đúng không? Đặt viên. Thôi xác ra đi. Có trứng, có lạp xưởng, xúc xích, rồi chả giò. Cái hem, có hem nữa nè. Rồi ok. Mời cả nhà mình nha. Được. Mốt bảo dẫn qua bên sàn Bali đang đây được nè. Bữa đám cưới vui ha Hiền ha. Dạ vui. Ê, mưa ơi, tối đó là em chở Hằng Thuận về luôn hả? Dạ đúng rồi. Á trời ơi đất. 10 giờ đêm em chở về đến ngoài là 12 giờ 40. Trời đất ơi, ủi vì sao 10 giờ đêm đi gì tới 2 tiếng đồng hồ dữ vậy? Em đi 2 tiếng đồng hồ tại vì đường nó tối á, thì học hai cái bên đường nó không có đèn đường. Em chạy từ từ ha. Bởi vì có vợ biết lái xe không đỡ ghê. Không có ăn nhậu gì trơn, chở chồng về. Bữa đó Hằng Thuận sảnh dữ à. Dạ, không biết mấy giờ chị học rồi. Bữa đó là cũng 11 giờ chị về. 11 giờ về mà anh vẫn chạy sao mà tới 12 rưỡi tới nhà. Nhanh vậy. Ừ. Em chạy từ từ rồi. Đúng rồi. Em bị cận đó. À. Mà em bắn mắt một lần rồi nhưng bắn mắt nó không có được 10/10, nó chỉ được tầm 8/10 thôi. Không, chị ngày xưa chị cũng bắn mắt đó nha. Dạ. Nhưng mà chị, bây giờ chị là cũng 10/10 nhưng mà buổi tối thì chị đúng nhìn rồi, hơi tối. Chính xác. Em bị dậy buổi sáng em có thể chạy là 60-70. Dạ. Buổi tối tự nhiên mình rung rung, tự nhiên mình thấy xa xa nó có cái đúng gì rồi, á. Em cũng bị dậy. Đúng không? Nó sợ là mình đâm vô con lươn á. Y vậy đó, ông chị cũng vậy đó. Nên là buổi tối giờ là chị cứ để Đi Quỳnh chạy không chứ chị cũng chạy. Em cũng bị vậy á. Rất là sợ chạy buổi tối. Giỡn hả? Còn ban ngày là ta chấp hết. Dạ đúng rồi. Ừ. Cứ nhìn sâu xa xa ở chứ chứ hình như mình giống như mình những nhiều lúc em tưởng em chị cặp lại không biết nhọc. Giờ chị nhọc đó em mới biết là hình như ai cũng vậy. Ờ ai cũng giống nhau rồi sao. Sợ bị cặp lại lắm, sợ cực lắm. Ừ đeo mắt kiến mệt quá trời. Rồi bữa đó thì mọi người cũng còn chơi, chị Thảo chỉ chơi xong tiếng 2 tiếng sau chị cũng về. Chị Ly chỉ về là hả, sáng là chị đi mạch xa, trưa là chị đi châm cứu, tối gì xong rồi. Anh Thuận là hôm nay nguyên ngày luôn. Vậy ai cũng gục ngã một ngày hết trơn. Rồi ngày hôm sau mới đi làm lại. Anh Thuận là sáng hôm đó anh có một buổi đấu giá rất là quan trọng. Sáng hôm đó có buổi đấu giá rất là quan trọng. Rất là quan trọng luôn. Cái ảnh mới mang mền gối lên trên xe nằm ngủ đến trên Sài Gòn đấu giá luôn. Rồi xuống dưới là đấu giá xong leo lên nằm ngủ tiếp. Ôi trời. Ôm mệt. Lính quen nó kêu là trời ơi anh Thuận ơi anh làm gì vậy? Anh nhậu dữ vậy luôn. Trời đất ơi. Ông giỏi, rất là giỏi. Giỏi xin. Ăn đi. Thôi em nồi. Không ăn nữa hả? Rồi ok. Get go. Rồi đi tình yêu ơi. Hello, how are you? Chào mừng nước nha.
good to see you. Lovely. Lovely. Oh my God. Hello. You have a big one. Do in 5 days. Wow. Yeah. Hello. Chào anh, dạ em tên Ngọc. Em chào anh Vũ, dạ. My husband, you met him before, right? Chồng em tên Joanne. Hello. Hi Vincent. Con nhớ cô mèo. Con nhớ cô mèo không? Dạ có. Okay. Chuẩn bị để nói chuyện tới nơi vậy. Play the game. Wow, tối nay cô mèo ở lại đây với mình luôn. Dạ. Cô mèo mất mèo. Wow. Cô mèo lão rồi, không gặp gia đình. Ok. Cô mèo làm sinh nhật của mỗi người. Cô mèo lâu rồi không có có gặp gia đình nên là cô mèo làm sinh nhật của mọi người. Very nice. Look at that. Beard and everything. Mèo ở bên Anh qua lâu chưa? Không. Qua đây là Việt Nam nè. How long have you been here? Một tuần. Một tuần. Một tuần hả? Ồ. Quá trời vẫn trẻ đẹp y như vậy. Y như vậy à, không có già đâu. You still look the same. Quá, quá. Nhớ chừng đâu. À, Nhật ra nói tiếng Anh kìa. Thấy à, thấy Mỹ là đi ra nói tiếng Anh liền. Thấy hết trong đồng rồi. Hả? Bây giờ con tuần. Oh no, he's my driver. Không, đưa đúng rồi. No, yeah, put your clothes in all your pack back in the room. Không giữa, nhận ngủ không giữa. Well, yeah. We go a little bit wrong, but look around very beautiful. Very beautiful around here, right? Some park. Yeah, let's walk around my house. Yeah. Đi xe máy. Sát bờ nó 45 phút rồi. It took like an hour to get here. Yeah, because we stopped for breakfast. Uh-huh. Make the cake. Go around. Get some beer. Very quick. Yeah, very quick. Very nice. We came here last night. Cổ nói cổ đi lên rồi cái cổ đi vòng vòng thấy mọi thứ rất là đẹp. Vòng vòng đây đẹp lắm. Cô nói chơi vòng vòng ở trên đây nè, cái đường xá chạy đẹp lắm. Yeah. Yeah, just bring that inside the house. If not, it's gonna melt. Yeah. Đem vô đi chứ để nó tan ra, chảy ra. Cổ người Anh nhỉ nhà ơi, cô biết gia đình Ngọc lâu lắm rồi. Nếu mà cả nhà mình mới xem kênh không biết cô á. Cô quen với lại, đầu tiên là cô quen với anh Bình, con cậu hai. Tại vì ngày xưa anh Bình làm hướng dẫn viên du lịch á. Cái quen rồi cái cổ thương anh Bình, rồi cổ thấy gia đình hoàn cảnh khó khăn, cổ thương cái cổ kết thân rồi này kia tới giờ luôn. Từ khi Ngọc còn nhỏ xíu bằng Vincent Bali nè, tới khi bây giờ Ngọc 30 mấy tuổi là cả bên cho nhà mình biết. Ôi ôi, có kìa, look. Thank you. Say thank you. Con chơi đó là? Con chơi, chơi sleeping. Oh, chơi very American. She is. Chơi là người Mỹ. Chơi là người Mỹ. So how long you gonna be here until? In April 10th. April 10th. I go to Cambodia. Okay. Tomorrow, Monday, I go to Japan, then I go to Japan. Travin. Oh, Travin, Travin. Travin, then I go to my friend District 9, then I go to Buôn Ma Thuột. Oh, trời ơi, đi quá trời đi luôn. Đi Travin rồi đi Buôn Ma Thuột rồi đi đủ thứ hết trơn à. Okay. So the purpose of coming back just for traveling, visiting friends and stuff? Because when I left it was COVID. Uh-huh. Oh, yeah. And I don't know with the visa, suddenly maybe the government said, okay, foreigner go. And I have an apartment. And I need to clear everything out, so yes. I think, okay, do it now. But when I left, it was very difficult because you can't ship your stuff. So I think, okay, I'll wait till November, but then we find one shipping company, local guy, and he can ship my stuff to England. I see. But I leave a lot of stuff here with Jum. Okay. So I have to come back to sort it, because I told him, lần cuối cùng mà cổ ở đây là lúc đó là dịch trước bùng ra rất là lớn rồi, xong rồi bây giờ là cổ mới về trở lại nè. Mm-hmm. Yeah. So this and also to see my friends. Yeah, yeah. Về thăm lại bạn bè này vậy đó. Yeah. But you know when you come back somewhere for a little while,
spend all time, just visit friends, just see friends. Right, just, yeah, just like me. But in UK, I'm working a lot. I take care of my parents, yeah. Grandchildren, still teaching. Yeah. And so when I come here, I think, oh my God, sit down, read a book. It's so nice. Cô nói cô đi về Anh á là cô lo cho ba mẹ cô hâu hâu qua tại nay đi xong. My father 92, my mum. Ba 92. No, my mum 92, my father 93. Oh, 393, mẹ 92. Yeah. Yeah. My dad very lớn hết trơn. Like cháu nội cháu ngoại đồ đồ đầy đủ hết. But mom goes to. Rồi cái qua đây lại thì hả relax. Qua đây lại thì hả được relax. Very nice. Yeah, very nice to see you again. Yeah. And you too. Yeah. Yeah, and you have beautiful hair. Remember, when I first met you, I was just like Vincent. Yeah. And now, 31 years old. How old? He's 6. 6 years? Yeah. 6 tuổi. Còn 6 tuổi phải không? Yeah. Yeah, I was around like 7, 8 or something, and now I'm 31 years old. Can you believe this? I know. It's amazing. And when I first met you, I'm 39. You were 39? Yeah. À, cô nói lần đầu tiên cô gặp Ngọc là cô mới 39 tuổi rồi. Giờ là thời gian trôi qua. Time flies. But we still keep the best relationship. Yeah. Yeah, we're family. Yeah, Dương Bảy ở vẫn trẻ. À, Dương Bảy còn vẫn trẻ. Okay. Well, yeah. Feels like home, okay? Yeah, lovely. Very nice. Thank you. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Chắc Ngọc sẽ xin kết thúc video clip tại đây và sẽ tiếp tục quay cái video clip ngày hôm nay như thế nào. Có thể là tối nay là mình có thêm một cái video clip nữa. Ngọc không dám hứa, tại vì sao? Hứa với cả nhà sợ cả nhà đợi xong mà không có video, cái cả nhà nói ủa sao chờ video chị Ngọc từ sáng giờ không có. Nhưng mà Ngọc sẽ nghĩ là Ngọc sẽ cố gắng để coi hôm nay có quay được cái video clip thứ hai không nha. Ngọc rất là muốn quay nhưng mà nhiều lúc thời gian không cho phép để làm cái thứ hai với cả nhà, nên là có gì cả nhà thông cảm. Cảm ơn sự yêu thương của cả nhà mình rất là nhiều, đã lúc nào cũng đón xem video clip của gia đình để xe để giải trí trong một ngày của cả nhà mình ha. Chào tạm biệt cả nhà mình ở đây nha. Bye, thanks for watching.